Đợt thứ ba sẽ là các sinh viên lớp cao đẳng diễn viên kịch điện ảnh K16B, giáo viên chủ nhiệm thầy Trần Nam Anh. Và chúng tôi xin được mời lớp cao đẳng diễn viên cải lương K10A, lớp cao đẳng diễn viên cải lương K10B, chúng ta cũng chuẩn bị tập trung ra cánh gà. Xin mời sinh viên Trương Quang Thịnh. Xin mời sinh viên Nguyễn Phú Quý. Sinh viên Nguyễn Thị Hạnh Thảo. Sinh viên Nguyễn Thị Thu Thúy, sinh viên Lê Thị Phương Thảo, sinh viên Võ Ngọc Tân, sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh viên Nguyễn Thị Kiều My, sinh viên Bùi Thị Trúc Linh, sinh viên Trương Thị Thanh Vũ, sinh viên Trương Thúy Tâm, sinh viên Nguyễn Xuân Quốc, sinh viên Vũ Ngọc Hân, sinh viên Nguyễn Thị Thu Lan, sinh viên Đỗ Thị Lan Thảo, sinh viên Dương Nhật Tân và sinh viên Mai Lê Anh Tuấn. Xin được mời bạn sinh viên Trương Quang Thịnh. Xin được chúc mừng bạn. Chúng ta xin mời bạn sinh viên Nguyễn Phú Quý. Chúc mừng Phú Quý. Xin mời sinh viên Nguyễn Thị Hạnh Thảo. Xin được chúc mừng bạn và chúng ta cùng mời bạn sinh viên Nguyễn Thị Thu Thúy. Những sinh viên xuất sắc đã tốt nghiệp và nhận được tấm bằng trên tay. Chúc mừng cho các bạn K16B.
phê một lần nữa.